active body today. I'm going to do how to desire PSA control motor with the Cinemark V20 single face. Cái này là mình hướng dẫn điều khiển một cái hệ thống đơn giản PC điều khiển biến tần Cinemark V20 một pha điều khiển motor. Video này biểu diễn kết quả trước, xong sau đó là mình làm các video hướng dẫn chi tiết để cho mọi người thực hành cho tự tin hơn. Nghe điều khiển trên HMI luôn để mọi người muốn thực hành thì này biến tần đang không hẹn đang set trên HMI cho tốc độ là 50. Tốc độ 50 là tương đương khoảng 25 hẹn. Motor đang đứng yên. Motor đang đứng yên. Bây giờ mình chạy chế độ là run. Đó, mình nhấn run thì động cơ chạy. Trong trường hợp này thì mình đang set chế độ là breath, hold breath, là nhấn giữ. Bữa sau mình sẽ huấn luyện thêm các cái phần khác, mình nhấn một lần chạy luôn, buông thì động cơ ngưng, mình nhấn run reverse chạy ngược thì động cơ chạy ngược. Buông, động cơ ngưng. Nhấn dốc chạy chậm xuôi chiều. Chạy chậm này là chạy tốc độ thấp. Buông. Chạy dốc reverse chạy chậm ngược. Xong sau đó mình sẽ phát các cái bài chi tiết để em lập trình cho mọi người cùng cài đặt sao cho hệ thống có một cái hệ thống tương tự. Video kế tiếp mình sẽ làm đầu tiên là nêu các cái linh kiện mà mọi người cần chuẩn bị để khi mình vô mình làm là mình không có thiếu cái gì, mình làm dễ. Hello, goodbye.